với tà vạt nắng khiến anh tóc em hoe vàng. Chiều nay đi giữa thành phố em bỗng thấy sao mơ màng. Tìm cho mình một không gian bật bài nhạc làm em chiều. Tâm hồn em phiêu xa theo áng mây bên trời. Tà vạt nắng khiến áng tóc em hoe vàng. Chiều nay đi giữa thành phố em bỗng thấy sao mơ màng. Tìm cho mình một không gian bật bài nhạc làm em chiều. Tâm hồn em phiêu xa theo áng mây bên trời. Em giờ này ông không còn đi làm ở công ty cũ. Còn đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không ký đủ. Đồng nghiệp của em thế nào trong thang máy có chào với nhau. Có nói qua nói lại và những cuộc họp có đào với nhau. Sếp của em thế nào dễ tính hay thường gắt gỏng. Anh ta có thương nhân. Đây là khu vực sao biển 10. Căn ở trên màn hình là sao biển 18 của một anh bên nước ngoài. Sao biển 18 là trên màn hình ở căn ở phía bên trái. Đây là một cặp song lập sao biển 16-18. Phía cuối đằng kia thì từ sao biển. Chào mọi người, đây là khu vực sao biển 18, sao biển dãy số 10. Đây là một cặp song lập 16-18. Căn bên phải màn hình là căn số 16 và căn bên trái màn hình là căn 18. Hướng đông nam, diện tích 150m2. Đây là một căn của một anh ở bên nước ngoài. Song lập dãy này là cái dãy hướng ra mặt hồ. Đây là khuôn viên phía trước của con sao biển 10-18. Cảnh quan đó. Có một cái cây và xây thô 3 tầng sao biển 10-18. Thì cái căn 10-18 này thì đã hoàn thiện phần sơn ngoài rồi. Còn căn sao biển 10-16 là chưa sơn, mới đang sơn lót. Khu sao biển 10-18 này thì chủ tư họ cũng lắp camera rồi. Đó, camera. Bên này là căn sao biển 18-20. Đây là trên màn hình là cặp sao biển 18, sao biển 10-18 và đây là sao biển 10-20 là căn bên phải màn hình, căn mà chưa sơn ngoài. Đó là căn sao biển 10-20. Tức là đây là một anh ấy mua một cặp song lập nhưng mà hai căn này nó lại không, nó không cùng một tường, tức là nó không cùng một cái căn như thế này mà lại tách làm hai căn nhỏ. Hai căn nhỏ thuộc hai cái lô đất khác nhau. Đây là cái cặp sao biển 20-22 thì nó lại là một cặp song lập sao biển 10-20 và sao biển 10-22. Nó là một cặp nhưng anh kia thì anh lại mua là sao biển 10-18 và sao biển 10-20 thì nó lại là hai cái căn cạnh nhau chứ nó không phải là một cặp song lập. Đây là mình đang đứng ở đoạn giữa của hai cái căn đó. Bên trái là cái căn chưa sơn là căn sao biển 10-20 và bên phải căn sơn rồi là căn sao biển 10-18. Nó là hai căn song lập cùng một dãy chứ nó không phải là một cặp căn song lập. Đấy thì anh chị nào đã mua cái căn này rồi thì lưu ý về cái vấn đề đấy thôi. Còn một căn thì đã hoàn thiện phần sơn ngoài rồi, còn một căn thì mới sơn lót, chủ tư họ chưa sơn ngoài. Bàn giao thì bàn giao thô hoàn thiện mặt ngoài. Hiện tại thì như cái căn sao biển 10-20 này thì đây là cái phía cổng chính, cũng là phía cửa gara bên cạnh này, tại vì khóa cửa mình không vào được trong. Cạnh này là cửa chính này và cái sân vườn bên hông khoảng 1m6 đến khoảng 2m. Đây là hoa phía ngoài của căn sao biển 10-20, còn bên này là sao biển 10-18. Hai căn một chủ nhưng lại không là ở cạnh nhau nhưng lại khác nhau. Thì nếu mà anh chị nào mua ở đây thì nếu mà anh tính mua đập thông thì phải đổi sang một cái căn khác, một cặp căn khác.
Còn đây là cái con đường nhìn ra hồ điều hòa 24,5 hecta, đường sau biển 10, với lòng đường 7,5 mét, mỗi bên vỉa hè 3 mét, là đường 13 mét. Sau biển có cái các dãy chắn này thì đối với nhau là những cặp song lập. Đó. Đây là anh sau biển dãy số 10 và nhìn ra hồ nước ngọt, mình đi một đoạn nữa là ra. Rồi, ok. Ok. Trời thật vạt nắng khiến áng tóc em hoe vàng. Chiều nay đi giữa thành phố em bỗng thấy sao mơ màng. Tìm cho mình một không gian bật bài nhạc làm em chiêu. Tâm hồn em phiêu xa theo áng mây bên. Trời thật vạt nắng khiến áng tóc em hoe vàng. Chiều nay đi giữa thành phố em bỗng thấy sao mơ màng. Tìm cho mình một không gian bật bài nhạc làm em chiêu. Tâm hồn em phiêu xa theo áng mây bên trời. Em giờ này ông không còn đi làm ở công ty cũ. Còn đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khí đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau? Có nói qua nói lại và những cuộc họp có đào với nhau? Sếp của em thế nào, dễ tính hay thường gắt gỏng? Anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng? Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline. Em quăng ăn quên uống, quên cả việc chạy lại tóc tai. Những đôi giày cao gót chắc còn làm đau em. Và tiền bao nhiêu cho đủ, ai biết ngày sau em. Mắt em còn mỏi không, 8 tiếng nhìn màn hình. Những tối đi về đơn độc, em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công. Miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau. Chưa ta vạt nắng, mình nuôi cá và trồng thêm rau. Chưa ta vạt nắng.